cảnh sát giao thông kịp thời giải cứu tài xế ô tô ngất xỉu vì bị cây đổ trúng trong đêm bão. Khoảng hơn 22 giờ tối 7 tháng 9, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, công an thành phố Hà Nội, do đại úy Nguyễn Văn Hưng làm tổ trưởng khi đang thu gom cây đổ trên tuyến đường Láng phát hiện một cây to ven đường, đường kính 30cm bật gốc, đổ vào xe ô tô 7 chỗ mang biển số 30F-015XX đang lưu thông ngang số nhà 1194 đường Láng. Ngay lập tức tổ công tác đã tiếp cận để cưa cây, cắt cành và cùng người dân kịp thời đưa lái xe ra ngoài. Khi được đưa ra khỏi xe, lái xe ô tô lúc này đã ngất xỉu và phải mất một thời gian hồi sức, thì người này mới tỉnh lại và đã được người thân đưa về. Sau khi đảm bảo an toàn cho người tài xế, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục huy động xe chuyên dụng, dùng cưa máy, cắt tỉa cây để giải cứu chiếc ô tô bị mắc kẹt. Đến khoảng 22 giờ 35 cùng ngày, xe ô tô đã được di rời, cây đổ đã được thu gom, giao thông khu vực ổn định.